Chào các bạn, hôm nay thì tiếp tục về thêm được đấy, phân khúc giá siêu rẻ của TCL đấy, 32 inch, 40 inch, 43 inch, phù hợp cho các cái không gian như của phòng trọ này, các bác lắp nhà nghỉ, khách sạn hay là những cái mô hình các bác kinh doanh. Giá chỉ từ 4 triệu thôi. Em sẽ review nhanh cái dòng này, dòng Smart TV mà có tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt. Hôm nay thì về thêm loạt này, rất là nhiều các bác hỏi cái loạt này. Đây là loạt TV chạy hiệu ảnh Android, là Google TV và có cả tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt rồi. Cái điểm nhấn của cái thằng này là giá rất là rẻ. Thứ hai nữa là nó sở hữu cái thiết kế đấy, chắc chắn, sang trọng. Bề mặt phía trước gần như là tràn viền ba cạnh. Và khung viền của nó, đây các bác nhìn này, khung viền của nó là khung viền kim loại nhé. Các bác treo tường hay để cả thì TV nó sẽ hạn chế bị cấn, bị va. Và cơ bản là về lâu dài theo thời gian thì sẽ vô cùng bền bỉ. Cái lô này thì có cái ký hiệu là S5400A, dòng Google TV giá rẻ của TCL hiện tại. 32 inch đang bán sau khi trừ hết quà về còn xấp xỉ 4 triệu này. 40 inch đang bán về còn xấp xỉ 5 triệu. Và 43 inch đang trừ hết quà thì con này về nhỉnh 5 triệu chút xíu thôi. Với cái Google TV, với hệ điều hành mà có đầy đủ các ứng dụng hiện tại thì dòng này nó ăn điểm ở cái chỗ là gì? Là mặc dù nó nhỏ, mặc dù nó rẻ nhưng có đầy đủ những cái ứng dụng để phục vụ nhu cầu các bác xem truyền hình, xem thể thao. Đấy, các bác có thể là xem đầy đủ hết các cái ứng dụng để phục vụ nhu cầu từ các kênh truyền hình của đài quốc gia cho tới các kênh truyền hình của đài địa phương. Các bác cũng có thể tải thêm được các cái ứng dụng để xem các kho phim lớn ở trên thế giới, hay đơn giản là các bác muốn tải thêm trò chơi hay cài thêm các chương trình từ bên ngoài thì dòng TV S5400A này đã tích hợp rồi. Cái vấn đề thường ngày mà có sử dụng ấy, đó chính là cái việc mà truy cập cái kho video giải trí đấy, với YouTube đấy. Cái yêu cầu khi mà tìm kiếm nội dung xem, yêu cầu khi mà tìm kiếm nội dung giải trí thì thường các bác sử dụng điều khiển từ xa thì tìm sẽ rất là khó. Tuy nhiên thì với cái việc mà nó tích hợp điều khiển tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt thì tất cả các nội dung, bao gồm các nội dung video, ca nhạc, các bác muốn hát karaoke giải trí, tìm kiếm đúng tên bài hát, đúng tên ca sĩ, thì trên S5400A này thì cái remote thì vô cùng xịn sò cho kết quả chuẩn xác. Đấy, độ phân giải cũng sẽ là một cái vấn đề các bác quan tâm nhiều. Với kích thước màn hình nhỏ và với độ phân giải Full HD, tỷ lệ điểm ảnh lên tới 1920x1080 pixel thì sẽ cho cái trải nghiệm khung hình sắc nét và chân thực đấy, vô cùng chi tiết đấy, độ tương phản cao nhờ nó tích hợp cả công nghệ HDR đấy, TV nhỏ màn hình sáng có HDR, tức là cái công nghệ đấy, giải tương phản mở rộng ấy, thì trên ba cái thằng này các bác xem những cái nguồn tín hiệu đấy, từ chuẩn HD cho tới Full HD thì đều sắc nét rồi. Trên những cái mã này thì cũng vẫn được nhà sản xuất họ tích hợp hệ thống các cái cổng kết nối ấy, khá là đa dạng và phong phú. Đấy, các bác hình dung này, TV nhỏ thôi nhưng mà nó đều có các cổng, chẳng như cổng. Đây, em lấy một con to hơn để các bác nhìn nó dễ nhé. Đấy, các cái cổng chẳng như cổng HDMI, cổng USB, cổng tai nghe 3.5 thì trên dòng này là đã tích hợp rồi. Đấy, mọi người có thể là tách được âm thanh từ TV ra dàn loa sau 3, tách được âm thanh lại ra hệ thống loa vi tính, hay các bác muốn kết nối với âm ly để phục vụ nhu cầu hát karaoke, hay kết nối trực tiếp với cả loa kéo, các dòng loa kéo để hát qua tính năng Bluetooth kết nối không dây thì S5400A đã tích hợp rồi. Độ phân giải Full HD, hệ điều hành Android 11, thiết kế tràn viền và khung viền kim loại. Những cái điểm nhấn này rồi, với cái giá hiện tại đang chạy chương trình bán chỉ từ 4 triệu với kích thước màn hình 32 inch thì đây là một trong những lựa chọn hoàn toàn ngon và nó phù hợp trong cái thời điểm này. Con này thì có chính sách bảo hành 25 chính hãng tại nhà. Và các bác mua thì bên em trong một tháng đầu nếu gặp lỗi của nhà sản xuất sẽ được đổi mới 1-1. Cái kho cửa hàng, kho ứng dụng của nó thì vô cùng phong phú và đa dạng. Có rất là nhiều những cái bộ phim các bác có thể trải nghiệm thêm, hay là hệ thống các ứng dụng, các trò chơi được tích hợp sẵn, trang bị sẵn, giúp cho cái quá trình mà các bác dùng nó sẽ trở nên đa dạng và phong phú hơn. Tính năng Wi-Fi, tính năng Bluetooth và có cả cắm được USB nữa. Nên là về thông số, về cấu hình thì không có điểm nào chê được cái mẫu này cả. Với giá rẻ hiện tại
với cái việc mà các bác muốn biến cái màn hình máy tính, cái TV thành màn hình máy tính, thì trên dòng này nó cũng đã tích hợp đầy đủ hết rồi. Hiệu suất năng lượng 5 sao với kích thước màn hình 43 inch, công suất chỉ khoảng 75W thôi. Còn đối với 40 inch thì nó cũng chỉ xấp xỉ tầm như vậy. Các bác cần thông số và cần chi tiết thêm về cái top TV này để phục vụ cái mô hình của các bác yêu cầu là đầy đủ tính năng và có cái giá ổn áp ấy, thì có thể điện về tổng đài qua đầu số 0974178856 hoặc truy cập website ecomart.vn để em hỗ trợ các bác nhé. Cảm ơn các bác.